Xin chào các bạn. Có một câu chuyện thể hiện niềm kiêu hãnh của người Việt đã được giáo sư Trần Văn Khê kể lại nhiều lần cho các học trò của mình và cũng được ông ghi lại trong cuốn hồi ký kể về cuộc tranh luận bên lề buổi sinh hoạt của hội truyền bá tang ca Nhật Bản tại Paris vào năm 1964. Tham dự buổi sinh hoạt này hầu hết là người Nhật và Pháp, duy chỉ có giáo sư Trần Văn Khê là người Việt. Diễn giả hôm ấy là một cựu đề đốc thủy sư người Pháp. Ông khởi đầu buổi nói chuyện như thế này. Thưa quý vị, tôi là thủy sư đề đốc, đã sống ở Việt Nam 20 năm mà không thấy một án văn nào đáng kể. Nhưng khi sang nước Nhật, chỉ trong vòng 1, 2 năm mà tôi đã thấy cả một rừng văn học. Và trong khu rừng ấy, trong đó tan ca là một đóa hoa tuyệt đẹp. Trong thơ tan ca, chỉ cần nói một ngọn núi, một con sông mà tả được bao nhiêu tình cảm. Chỉ 31 âm tiết mà nói bao nhiêu chuyện sâu sắc, đậm đà. Nội hai điều đó thôi đã thấy các nước khác không dễ có được. Lời phát biểu đã chạm đến lòng tự trọng dân tộc của giáo sư Trần Văn Khê. Chính vì thế, khi buổi nói chuyện bước vào phần giao lưu, giáo sư đã đứng dậy xin phép phát biểu. Tôi không phải là người nghiên cứu văn học, tôi là giáo sư nghiên cứu âm nhạc, là thành viên hội đồng quốc tế âm nhạc của UNESCO. Trong lời mở đầu phần nói chuyện, ông Thủy sư Đề đốc nói rằng đã ở Việt Nam 20 năm mà không thấy án văn nào đáng kể. Tôi là người Việt, khi nghe câu đó tôi đã rất ngạc nhiên. Thưa ngài, chẳng biết khi ngài qua nước Việt, ngài chơi với ai mà chẳng biết một án văn nào của Việt Nam? Có lẽ ngài chỉ chơi với những người quan tâm đến chuyện ăn uống, chơi bời, hút sách. Phải chi ngài chơi với giáo sư Emily Gapadon thì ngài sẽ biết đến một thư mục gồm trên 1.500 sách báo về văn chương Việt Nam in trên tạp chí Viễn Đông Bắc Cổ của Pháp số tháng 1 năm 1934. Hay nếu ngài gặp ông Maurice Durand thì ngài sẽ có dịp đọc qua hàng ngàn câu ca giao Việt Nam mà ông Durand đã cất công sưu tập ông còn hiểu biết về nghệ thuật chầu văn ông còn xuất bản sách ghi lại các sinh hoạt văn hóa của người việt nam nếu ngài làm bạn với những người như thế ngài sẽ biết rằng nước tôi không chỉ có một mà có đến hàng ngàn án văn kiệt tác tôi không biết ngài đối xử với người việt nam thế nào nhưng người nước tôi thường rất hiếu khách sẵn sàng nói cái hay trong văn hóa của mình cho người khác nghe nhưng người việt chúng tôi cũng chọn mặt gửi vàng với những người phách lối có khi chúng tôi không tiếp chuyện việc ngài không biết về án văn nào của việt nam cho thấy ngài giao du với những người pháp như thế nào ngài đối xử với người việt ra sao tôi rất tiếc vì điều đó vậy mà ông còn dùng đại ngôn trong lời mở đầu rồi để so sánh với tan ca giáo sư trần văn khê đưa ra những câu thơ như núi cao chi lắm núi ơi núi che mặt trời không thấy người yêu hay đêm qua mận mới hỏi đào vườn hồng đã có ai vào hay chưa để đối chiếu tức là cũng dùng núi non hoa lá để nói thay tâm sự của mình vị thủy sư đề đốc đỏ mặt sau khi nghe giáo sư trần văn khê đọc thơ còn về số lượng âm tiết giáo sư trần văn khê kể lại câu chuyện về mạc đỉnh chi thời nhà trần đi sứ sang nhà nguyên gặp lúc bà phi của vua nguyên vừa từ trần nhà Nguyên muốn thử tài sứ giả nước Việt nên mời đọc điếu văn. Mở bài điếu văn ra chỉ có bốn chữ nhất. Mạc Đỉnh Chi không hốt hoảng mà ứng tác đọc liền. Thanh thiên nhất đoá vân. Hồng lô nhất điểm tuyết. Thượng uyển nhất chi hoa. Giao trì nhất phiến nguyệt y. Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết. Dịch nghĩa là Một đám mây giữa trời xanh. Một bông tuyết trong lò lửa một bông hoa giữa vườn thượng uyển. Một phần trăng trên mặt nước ao. Thang ôi! Mây tán, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết. Tất cả chỉ 29 âm chứ không phải 31 âm để nói việc người vừa mất, đẹp và cao quý như thế nào. Khi giáo sư Trần Văn khê dịch và giải nghĩa những câu thơ này thì khán giả vỗ tay nhiệt liệt ông thủy sư đề đốc đỏ mặt tôi chỉ biết ông là một nhà âm nhạc nhưng khi nghe ông dẫn giải tôi biết mình đã sai khi vô tình làm tổn thương giá trị văn chương của dân tộc Việt Nam tôi xin thành thật xin lỗi ông và xin lỗi cả dân tộc Việt Nam kết thúc buổi nói chuyện ông thủy sư lại đến gặp chuyên giáo sư và ngỏ ý mời ông đến nhà dùng cơm để được nghe nhiều hơn về văn hóa Việt Nam giáo sư tế nhị từ chối còn nói người Việt không mạo muội đến dùng cơm ở nhà người lạ. Vị thủy sư đề đốc nói. Vậy là ông chưa tha thứ cho tôi. Giáo sư đáp lời. Có một câu mà tôi không thể dùng tiếng Pháp mà phải dùng tiếng Anh. Đó là I forgive, but I cannot yet forget. Tạm dịch, tôi tha thứ, nhưng tôi chưa thể quên. Câu chuyện nhiều cảm hứng này cho chúng ta thấy một điều rằng chỉ những người am hiểu văn hóa truyền thống mới có thể cứu vãn danh dự cho đất nước chỉ những người không lãng quên những giá trị cổ xưa mới có thể gìn giữ tôn nghiêm của dân tộc xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video sau tạm biệt